là hôm nay mình sẽ thoải mái ngồi coi xem là các thí sinh của mình thi như thế nào, cũng như là coi được chiến thuật của các supporter khác. Vậy thì bây giờ sẽ là lúc mà các thí sinh của team đầu tiên, team supporter Như Vân, nhìn đội hình thì Trang cũng không có quá lo lắng. Trang thấy được là các bạn trong đội hình đó rất đồng đều với nhau. Ngày hôm nay để hỗ trợ cho việc thực hiện bộ ảnh này của các bạn sẽ là nhiếp ảnh gia Hoàng Phúc và team của bạn ấy. Và bây giờ 20 phút của team supporter Như Vân bắt đầu. 1, 2, 3. Team cố định của Như Vân được kết nạp thêm rất nhiều thành viên mới từ những team khác, team của Lê Thu Trang, team của Mâu Thủy và thêm hai bạn của team Luân Phiên. Đầu tiên anh Long lên. Anh Long được phân vào team Như Vân thì Long đã nghĩ mình là một thành viên của team Như Vân rồi. Anh Hứa Quý Long là photographer cho nên anh sẽ có rất nhiều kinh nghiệm về chụp hình. Lách mặt ra, chân thẳng chút xíu nữa. Được nha, có tấm đẹp rồi đó. Bỏ tay tắt xuống, thẳng chân. Hai bàn chân nó căng ra một chút xíu nữa. Chả mặt về lại, chả mặt về lại đây, mất mặt rồi anh ơi. Vào đây nè, mặt bên này. Nhìn mặt. Bao nhiêu phút rồi anh Tiến ơi? 2 phút. Đổi. Ủa? Có hình chưa? Thấy chưa có hình mà. Tất cả phần thi chỉ có 20 phút thôi. Mọi người đã tính toán kỹ càng là mỗi thử thách đơn mọi người sẽ có 2 phút và để dành lại 8 phút cho thử thách nhóm. Như thế mình sẽ rất dễ kiểm soát về thời gian và không bị lố giờ. Anh Long vào chỉnh máy trên kia. Nhà Hứa Quý Long thì anh ấy ở ngoài. Anh sẽ nhận trách nhiệm là take care photo ngày hôm nay để có những cái shot hình đẹp. Cho em góc chụp thấp xuống anh Long ơi. Thấp xuống cận vô tí xíu nữa, cận vô tí xíu nữa. Hôm nay thì chị Mâu Thủy của mình không được tham gia vào tham chiến nên mình khá là lo lắng đó mọi người. Cái này đẹp không? Đẹp, đẹp. Động tác y chang như vậy, giữ nguyên cái đó nha. Dáng hơi kỳ nha. Nếu mà kiểu nhảy lên mà nó đấm sang một bên thì nó sẽ giống body combat hơn. Cái body combat để tay thì giống như chạy bộ vậy đó. Thì rất là nôn nao muốn nhắc Long ở ngoài, nhưng mà đáng lẽ người nhắc Long phải là chị Vân. Chụp động tác hồi nãy y chang một cái thôi, không đổi. Mở người ra, đẹp. Thì Vân với lại anh Nam cũng đứng dưới là có hình đẹp rồi, có hình đẹp rồi. Anh Long, máy hơi quá thấp. Máy ok mà. Có hình đẹp rồi, đổi người khác. Thì có hình đẹp rồi thì thôi mình xuống mình nhường cho bạn khác. Nhưng mà mình cũng vẫn cũng chưa ưng lắm. Đổi. 3 phút rưỡi. Đổi, lên. Mình đã thực hiện xong phần của mình rồi, mình có đá mắt qua chị Mâu Thủy một xí á. Thì chị cũng đã gật đầu và nhấn nút like cho mình. Lúc đó mình cũng an tâm rồi. Ở rộng như hai bên này, hai chân lên, ok. Từ năm lớp 8, Nam gặp tai nạn giao thông và sau đó bị gãy chân. Cho nên sức bật của chân Nam yếu hơn so với mặt bằng chung các bạn thí sinh còn lại. Mở cái tay rộng ra bên ngoài nữa, đẹp quá, đẹp, chân đẹp nha, tay đang đẹp, mặt đẹp nữa là ok. Được á. Rồi. Đẹp ơi, dáng này đẹp rồi. Mở rộng tay ra khỏi người. 4 phút rưỡi. Rồi, thử cái đó nha, thử luôn. Chuẩn bị. Có hình người đổi chứ. Nhìn thấy rõ ràng là huấn luyện cho hai thí sinh của Trang với Thủy rất nhanh luôn á. Kiểu nhìn thấy rõ luôn á. Nam đẹp nè. Nam đẹp. Thì nghĩ là có hình đẹp rồi, đổi. Bao nhiêu phút rồi hả anh? 5 phút rưỡi. Ok, lên. Anh thấy là mình đã làm hết sức của mình rồi nên bây giờ không có gì để hối hận nữa. Trong quá trình buổi tập thì em đã chọn cho mình một tư thế body combat hoàn hảo rồi. Nhưng mà em muốn sáng tạo, em muốn tìm một cái động tác khác đi. Rồi, nhảy lên nha.
người đang đẹp rồi, mặt trả về đây một chút xíu để thấy mặt với lại cái chân cho nó mở rõ ra cái góc này. Em muốn sáng tạo một tí cho động tác của mình phong phú thêm ấy, thì em lấy hình tượng Superman cũng có một chút thể lực và chiến đấu. Trả mặt về đây một chút xíu nha. Cố lên, cố lên, cố lên. Đẹp, đẹp. Ủa cái gì vậy? Cao quá. Ủa sao nó chỉ lên quá trên quá giờ không để ngang cho nó đẹp ta? Dáng kỳ quá, dáng lúc đầu đẹp hơn. Chân này không, chị thấy không có đẹp lắm. Em thấy động tác của em khá là ok, đủ để show ra thể lực của mình. Lên đi, đổi. Đổi. Sự quay lại ở mùa 2 này thì Phát cũng có những sự thay đổi mà bản thân mình thấy rõ. Đó chính là mình cũng tự tin hơn. Oh. Đẹp. Not bad. Thẳng ngồi lên Pháp ơi, cái người mà đang bị lị này. 7 phút rồi. Khi Pháp lên làm thì cái giọng người phải mất thời gian chỉnh được khá nhiều. Tại vì Pháp khá là yếu trong cái vấn đề giữ cái thân mình ở trên không trung để tạo dáng. Chưa được. Ê. Ôi đẹp quá. Chắc mình. Nhưng mà ánh mắt, trả ánh mắt về lại đây, mắt bị mất mặt. Ánh mắt hơi bị lý quá, nó bị trắng đấy. One more time. Ok. Đổi. Đổi, 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 đổi. Một nhiếp ảnh khi mà mình đã không được cầm máy ảnh thì chắc chắn phải được check monitor. Nhưng mà hôm nay thì Trang lại không thấy chị Như Vân. Cho anh Long tới gần monitor để xem những tấm hình mà các bạn thí sinh đã chụp xong. Chân chưa được thẳng, chân chưa thẳng, thẳng chân. Cái này là các bạn cần phải sử dụng cái lực rất là nhiều. Khó làm cái động tác này. Khó lắm, làm đúng không? Các bạn ý chưa biết dùng điểm dừng ở đâu. Chân thật thẳng ra và mặt người hướng lên một chút xíu nữa, đừng để việc cúi xuống nhiều quá. Go. Chưa được. Không được rồi. Che mặt. Không có đẹp, nó tách cái quần sang làm hai bên. Này giống như King Kong đó chứ không phải body combat. Trà xuống thì mình lên nhóm thì còn 10 phút. Còn khỏe. Rồi lên. Lên lên lên, pose đầu tiên. Cái này nhìn ở ngoài thì đẹp nha, mà lên hình là hên xui nha. Long, qua một chút xíu. Ba em chưa đều nhau. Đều nhau nha. 11 phút rồi nha. Một cái bộ môn body combat là sự kết hợp của nhiều môn võ. Và mỗi người trong team của mình thể hiện một cái động tác rất là châu Á và võ thuật, nó rất là đẹp. Như Vân phải tách cái bạn này ra một xíu. Tay bị che mặt bạn này, thấp tay xuống. Và em với lại anh phải nhảy cao hơn một chút xíu nữa. Xin lên đây một chút. Chưa đều. Đổi. Check money, check money. Dính nhau quá, xịt lên đi xíu. I think it would be nice when she stay here. Oh my god. Cái posing của Vân phải thay đổi. 15 phút. New Vân, you do ballet. Oh my god. Đúng rồi. Anh Long thì phải là hô 2, 3 để cho mọi người có thể nhảy lên cùng lúc một cách nó đồng đều. Wow. Cái tay phải đều nhau. Tay đều nhau nè, nghe anh Long nói không? Tay đều nhau nha. Biểu cảm mặt kìa mọi người ơi. Sao rồi anh? I don't know. I don't know what. How we know? Cái hình của nhóm thì lúc đó mình không có ngồi gần monitor được. Chỉ có một mình chị Vân có thể đi xuống nhìn monitor. Tại vì nếu mà một trong những người đó di chuyển qua lại để nhìn monitor thì cái vị trí nó bị xáo trộn và nó không có đẹp cái bố cục như ban đầu nữa. Ok, hồi nãy chưa có ai có hình. Hoàng chưa có hình đẹp. Anh Long chưa có hình đẹp nha. Long rất là hiểu cho Như Vân. Bởi vì Như Vân vừa phải tập trung lo cho những thành viên trong team cố định và còn phải lo cho những thành viên trong team luân phiên. Anh Long, Long. Còn 1 phút.
lúc mà bạn chụp hình cá nhân thì bạn chưa tạo ra được một cái dáng bầu xinh đẹp, nên là bạn phải chụp lại khúc sau. Tay kia nữa là đẹp, yeah, tay kia mở rộng lên trên luôn. Yeah. Hồi nãy ai chưa tự tin với hình của mình? Lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Long ơi lên đi. 30 giây. Ô Quy Long. Rồi, trên luôn đi, đó, trên. Anh Long tới gần đây nè, tới gần đây. Quay mặt ra. Trang thấy rất là rối và Trang cũng rất là sợ cũng như là hoài nghi về phần thi này. Cái mặt! Nhìn nặng ra cái mặt anh bị mất rồi. 15 giây. Nhìn em, nhìn em, nhìn em. Cố lên. 3, 2, 1, hết giờ. Yeah! Yeah! Not bad, not bad. Trang ra xem hình á, thì Trang thấy anh Lâm đã có hình đẹp và Trang cảm thấy rất an tâm. Chúc mừng team của Supporter Như Vân, các bạn đã hoàn thành xong phần thử thách của mình. Có một điều này rất là tâm linh, nhưng mà mình tin rằng ngày hôm nay nhóm mình sẽ là một trong những nhóm thực hiện tốt và một trong những nhóm an toàn ở lại, không bị vào vòng loại và vòng nguy hiểm. Mình tin chắc điều đó.